Cho tứ giác ABCD có góc DAC bằng 90 độ và góc BCD bằng 90 độ, gọi O là trung điểm của BD. Chứng minh OA bằng OC. Rồi ý thứ hai là chứng minh OA bằng OB bằng OC bằng OD. Từ đó suy ra bốn điểm này thuộc một đường tròn, đúng không? Đây là bài đầu tiên. Đây. Bây giờ em sẽ vẽ này. Đầu tiên là góc DAB bao nhiêu độ? 90 độ đúng không? Em vẽ một này một góc DAB bằng 90 độ. Đó. Mà cái tứ giác này tứ giác đặc biệt nhé, có hai góc vuông. Để em ra vẽ này. Đó vô. Vẽ đường tròn nhé. Nhưng mà em nhớ này, đường tròn muốn có tứ giác có hai góc vuông ấy, em thấy này góc nào mới góc nào vuông, thế này góc A và góc C là hai góc gì, góc vuông. Vậy thì nhớ chắc chắn phải vẽ cho thầy một cái đường tròn có đường kính, vẽ một cái đường kính này. Đó bây giờ đường kính nhé. Rồi đường kính là điểm thứ nhất đây các em. Đây đường kính, thầy ấn này nhé. Rồi một điểm này nó vuông tại đâu đây em nhớ này, đường kính là hai điểm, đâu mất tiêu rồi, còn lại là điểm gì đây, điểm này là điểm gì, điểm B, còn điểm này là điểm gì, D. Ok đủ chưa, và mình sẽ có này một nối bốn điểm này vào, mình sẽ có một cái tứ giác như vậy, hai góc vuông, góc này vuông này, đó góc này vuông này, em nhìn thấy không? Hoặc là em nó sẽ đẩy lên kiểu này, em vẽ vuông như này cũng được, được không? Nhưng mà mình như vậy nhá, vẽ vuông như vậy thì nó lại nhìn, nếu vẽ vuông như vậy nó sẽ sai quy luật của tứ giác, vì tứ giác mình đọc là A B C gì, C D, đúng không? Vậy thì mình phải đọc chiều thuận, đúng chiều thuận này, vậy thì nó phải nằm dưới này, ok chưa? Vậy là em vẽ một cái đường tròn có đường kính là B gì, BD. Sau đó em chấm điểm A với điểm C trên đường tròn thôi, em nối vào và ra cái tứ giác mình cần làm. Là bước vẽ ngược này, vẽ như sau. Thứ nhất mình vẽ như nào, vẽ một đường tròn tâm gì trước, tâm O, ok chưa? Nhưng mà đừng viết tên nhé, tại vì lát nữa mình sẽ gọi em thấy nó gọi này, nó gọi O là trung điểm BD không đó, vậy thì lát nữa mình gọi O đây luôn, ok chưa? O chưa, ok không? Đó O là trung điểm BD, ký hiệu ra. Rồi xong chưa, rồi mình đã vẽ được hai góc vuông rồi, ẩn cái này đi nhé em, không để nó vuông không đặc biệt nhé, không để rơi vào trường hợp đặc biệt, vẽ như vậy nhé. Rồi ẩn cái đường tròn này đi, xóa đường tròn đi, em xóa đường tròn nhé để chúng ta đường tròn nhá. Rồi xóa đường tròn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên chứng minh OA bằng OC đây, để chứng minh OA bằng OC mình phải nhận dạng ra đó, đây là dạng vấn gì đấy đúng không, đây là dạng vấn gì mà em câu A trước nhé, OA bằng OC đây, OA bằng OC. Đây là dạng toán chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Có đúng như này không? Mà các em phải nhớ này, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau có bao nhiêu cách? Mình phải nhớ này. Thứ nhất này, gợi ý. Đúng, chứng minh hai đoạn lớp bằng nhau một cách. Thế nào nữa nào? Phải nhớ này, những cái gì mà để liên quan đến hai góc bằng nhau mình mới nhớ được. Cái gì nữa? Hai tam giác bằng nhau là suy ra được hai cạnh bằng nhau này. Gì nữa này? Giờ đi kèm một số đi, quay lại phương pháp để coi đúng không, để chứng minh hai đoạn thẳng song song này, chứng minh tứ giác đặc biệt này, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau này, nhìn cách số 1 chứng minh hai tam giác bằng gì, cách số 2 dùng tính chất trung điểm, đường trung tuyến, đường trung bình, tính chất cách đều của đường trung trực, tính đối xứng tâm, đối xứng trục, cách thứ ba đó là dùng tính chất của tam giác cân, tứ giác đặc biệt, cách thứ tư là bắc gì, bắc cầu đó. Đây là những cách mà chúng ta gọi là chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Các em phải nhớ về trong một bài toán khi mà muốn làm bài hình thì phải biết đây là dạng toán gì đã, dạng toán gì thì mình mới tìm được định hướng của bài toán, còn đây chưa biết một dạng toán gì hết thì thua, không thể biết là bài toán này rơi vào kiểu gì,
Rồi dạng toán là cái gì, đúng không? Rồi ở đây thầy gợi ý để chứng minh OA bằng OC sẽ sử dụng tính chất bắt cầu. Bây giờ nhá, thầy chọn phương án bắt cầu vì thầy làm bài này rồi. Ok nhá. Vậy là thầy chọn bắt cầu là thầy sẽ chứng minh OA. Thầy chọn cầu bằng 1/2 BD và thầy chứng minh OC bằng 1/2 BD là kết thúc bài toán, đúng không? Đúng điều này chưa? Và nếu thầy chứng minh chỉ ra được điều này có phải hai thằng này chứ cùng bằng nhau không? Và bây giờ thầy sẽ sử dụng cái tính chất mà thầy đã học trong tam giác vuông rồi. Bây giờ đầu tiên này, mình phải nhớ định lý này, trong tam giác vuông đường trung tuyến thì bằng nửa cạnh gì? Cạnh huyền. Nhưng mà mình phải biết trong tam giác vuông nào, mình ghi nó ra, mình là bắt đầu mình trình bày. Trình bày này, cách trình bày nhớ điều này, tất cả những thứ đều phải xuất phát từ giả gì? Giả thiết. Có đúng cái này không? Vậy thứ nhất từ giả thiết này, đầu tiên em thấy đề bài là cho O là trung điểm của BD. O là trung điểm của BD. Được một thằng chưa? Đây là giả thiết. Đúng không? Thấy không? Đây là cách trình bày. Cách số 1 nhá. Bây giờ lát nữa thầy trình bày hai cái này. Đây. O là trung điểm BD thì suy ra điều gì? Đó. Ok không? Và suy ra hai điều sau. Em nhìn này, OA sẽ là đường trung tuyến của tam giác nào? OA là đường trung tuyến. Đường trung tuyến của tam giác nào các em? Đúng rồi, đường trung tuyến. Trung tuyến nha. Trung tuyến của tam giác nào đây? Trung tuyến của tam giác gì? Tam giác ABD. Một tam giác rồi. Đường trung tuyến của tam giác nào nữa? Đúng rồi, mình kết hợp luôn cả hai thằng luôn. Và OC cũng là đường trung tuyến, em viết tương tự nhá, của tam giác đó, ok chưa? Của tam giác nào đây? DBC. Đó, vậy là ý rồi đi, giả thiết để ra thằng A. Đúng rồi không? Thằng A nó sinh ra rồi chưa? Bắt đầu đến quy trình mình xét tam giác bình thường. Quy trình mình đã có rồi, bây giờ mình sẽ xét tam giác để ra được vấn đề. Là xét tam giác như sau. Xét tam giác đầu tiên trước là tam giác DAB mở ngoặc góc A bằng bao nhiêu độ? 90 độ để em khẳng định thằng này là tam giác gì? Vuông. Rồi yếu tố đầu tiên cần nha, yếu tố thứ hai của nó này. Thằng gì là đường trung tuyến? AO là đường gì đây? Đường trung tuyến. Đủ chưa? Đủ hai yếu tố chưa? Tam giác vuông, đường trung tuyến, mình mới có công thức của mình. Đúng không? Công thức mình học rồi. Suy ra chốt công thức. AO bằng 1/2 gì các em? BC, một thằng chưa? Thằng này đã sinh ra chưa? Rồi đánh cái này là một. À thì nói AO bằng 1/2 gì đây? BD. Ok. AO 1/2 BD. Đó. Bây giờ khi em chuẩn bị này, thứ nhất này, em chuẩn bị thằng trung tuyến ở trên này, thằng trung tuyến đã được sinh ra chưa? Rồi, bắt đầu ở dưới này em chỉ cần trình bày, em liệt kê cho người ta thấy. Thứ nhất tôi khẳng định đây là vuông, thứ hai tôi khẳng định đây là đường trung tuyến, thứ ba tôi sẽ đẻ ra công thức này, đúng không? Mày đánh đây là một, một tức là lát nữa mình cần nó để bắt cầu đó, ok không? Rồi giờ thầy trình bày tiếp, tương tự, chốt. Rồi bắt đầu này, chuẩn bị hàng hóa cho nó đầy đủ, xét tam giác vào hoàng. DBC góc nào bằng 90 chai? Góc C bằng 90 gì? 90 độ. Thằng nào là đường trung tuyến? OC là đường trung tuyến. Chốt ngay thôi. Suy ra điều gì? OC bằng 1/2 gì đây? BD, ngon luôn. Cái này là số gì? Số 2. Đẹp nha. Vậy là chốt thôi. Từ 1 và gì? Từ 1 và 2, theo tính chất bắt cầu ta đã được học, ta suy ra được OC bằng O gì? OD. Điều phải gì đây? Điều phải chứng minh mục tiêu đúng không? OC, OA bằng OC, sorry. OA bằng OC. Nói nhầm theo thằng quỷ nào đây? OA bằng OC, ok chưa? Bây giờ mục tiêu của câu B. Câu B nó bảo này, chứng minh OB bằng OC bằng OD đúng không? Câu B.
bốn đoạn này bằng nhau đúng không? Nó bảo là ô a bằng ô b bằng ô c, nhưng mà mình đã chứng minh được ô a bằng ô c chưa rồi đúng không? Vậy là mình bây giờ chỉ cần chứng minh ô gì là xong nữa, ô a bằng ô d bằng ô c bằng ô b, nhưng mà mình phát hiện này ô a thì bằng nửa b d, ô c cũng bằng nửa b d đúng không? Bây giờ mình chỉ cần khẳng định được điều đó là được, mình qua bắc cầu qua b d là ok. Bây giờ ý b đầu tiên ta có này, ta có lại xuất phát từ giả thiết lại trình bày được này. Ô là gì của BD, trung điểm của BD lại đi từ đâu ra, giả thiết đây là cách trình bày đúng không? Rồi giả thiết đẻ ra thằng A này, suy ra điều gì? OD bằng OB, đây là tính chất của trung điểm, học chưa? Và bằng 1 phần 2 thằng nào? BD, ô ngon chưa, thấy cầu chưa? Vậy là ba này cùng bằng 2 BD đúng không? Một, đây là ba, đây là ba nhá, đặt cái này là ba, ok không? Vậy mình đặt cái này là ba đúng không? Vậy là từ một hai ba đúng không, suy ra ngay được theo tính chất bắc cầu thì bốn đoạn này đều bằng nhau vì cùng bằng 1/2 BD đúng không? Đây là tính chất cầu. Vậy là OA bằng OB bằng OC bằng luôn OD đúng không, vì lý do cùng bằng 1/2 BD, ok không? Đó là kỹ thuật bắc cầu. Vậy là đi cầu là rất ngon, nếu đi cầu được là thành công, nếu không đi cầu được là thất bại. Và từ đây suy ra này, em thấy này OA bằng OB bằng OC bằng OD chưa? Vậy là điểm A B C D, điểm A điểm B điểm C điểm D thuộc đường tròn tâm O chấm phẩy bán kính là thằng nào cũng được, OA OB OC OD cũng được, thầy biết là bán kính là BD chia 2 được không? Được luôn, vì nó đều là, hoặc là em biết OA OB OC đều ok hết đó. Vậy là từ đây mình có một điểm nhấn chốt hết vấn đề. Vậy thì qua bài toán em thấy điều gì này? Cho tam giác ABC nhọn đường cao ADBCF đúng không? Thì đầu tiên mình ai bây giờ không rảnh thì trả lời. Bây giờ này, cho tam giác ABC vuông vẻ A, à cái nhọn này tam giác ABC này, ok chưa? Rồi đường cao này, đường cao là kẻ vuông góc, kẻ đường cao thứ nhất B gì? Vuông góc nào? Đây đường cao BD được vuông đi, ok chưa? Và em sao này em lại vẽ đường tròn, người ta có cho đường tròn đâu mà vẽ, đọc đề chứ, mình phải đọc đề vẽ hình chứ. Đường cao thứ nhất BD đúng không? Đây là điểm D này, rồi đánh dấu vuông góc vào để thấy đường cao này, và mình phải đọc đề vẽ hình đúng không em? Đọc lúc đầu mình vẽ đường cao thứ hai C gì? CE này, đánh dấu vuông vô được vuông góc này, CE này ngon chưa? Rồi nối vô DE, rồi dựng vô đây là điểm E, rồi xong. Vậy là được hai đường cao rồi, đọc tiếp đề này, O là trung điểm BC, vẽ trung điểm thôi, dựng trung điểm O rồi đánh O vào, xong. Rồi em nhớ này, vẽ làm sao á là đừng có món đặc biệt nhé, đừng vẽ tam giác cân, đừng vẽ tam giác vuông nhé, vẽ tam giác nhọn đúng theo yêu cầu, ok không? Rồi trung điểm này ký hiệu hai là thẳng bằng nhau vào cho người ta thấy được đó, bằng nhau rồi ngon chưa? Rồi xem câu đầu tiên, chứng minh OD bằng OE, ok. Bây giờ này, đây là câu A, đây là dạng toán chứng minh hai đoạn thẳng bằng gì? Bằng nhau. Tôi vẫn áp dụng chiến thuật bắc cầu. Tại sao thầy lại nghĩ đến bắc cầu thì tôi làm rồi. Tôi nhìn được, tôi đoán được con đường cầu, ok chưa? Và bây giờ mình đoán cầu, bây giờ đoán qua đâu? Cầu qua thằng nào? Giống bài lúc nãy. Đi qua đâu? Cầu qua bạn nào là thành công? Đây, bây giờ mình nói là cậu ý một nhá. Bây giờ mình đoán này, OD bằng với OE, mình sẽ chọn cầu của vì cùng 1 phần 2 thằng nào? BC, ngon chưa? Ok không?
Vậy là đoán được rồi thì cách trình bày y chang cái thằng số 1, nhưng mà bây giờ mình sẽ lý giải sau đấy. Bây giờ cách trình bày số 2, lúc đấy thì ghi cái số 1 đúng không? Cách số 1 là lúc nào mình cũng đi từ giả thuyết y đa. Cách số 2 là mình giải thích trong quá trình mình làm sao chứng minh. Rồi xét tam giác trực tiếp nha. Xét tam giác nào đây? Đầu tiên tam giác nào trước? BE gì? C. Rồi. BC này có góc gì? Góc E bao nhiêu độ? Góc E bằng 90 độ, nhưng mà em phải hiểu tại sao góc E này bằng 90 độ đúng không? Góc E này bản chất chính là góc BE gì? BC, tức là thẳng hình góc vuông, vậy do CE vuông góc là thằng nào? Vuông góc BAB là do đường cao đó, đúng không? Rồi tiếp tục. Tam giác này vuông rồi. Bây giờ mình sẽ có EO là đường gì? Là đường trung gì? Đường trung tuyến. Thầy biết rõ nha, nhưng mà tại sao là đường trung tuyến? Đúng rồi. Vậy thì anh phải giải thích ở đây, mình giải thích màu đỏ nha. Lý do này mình giải thích trong này, do O là trung điểm của thằng nào? Trung điểm của BC, giả thiết cho đúng không? Mày đủ hai yếu tố chưa? Rồi, đủ hai yếu tố rồi thì mình khẳng định chốt suy ra OE bằng 1 phần 2 BC, một thằng đã kết thúc. Rồi, xét tam giác đầu tiên xong. Bây giờ xét tam giác thứ hai tương tự. Bây giờ tương tự nhé, mình cứ xét tam giác bình thường. Xét tam giác là tam giác BDC có góc D bằng 90 độ. Thì thầy nói về tam giác vuông á. Rồi ok chưa? Hoặc là các em ghi tại đó luôn, vuông tại D. Ok chưa? Rồi các em tự giải thích nhá. OD là đường gì? OD là đường trung tuyến. Đó, suy ra OD bằng 1 phần 2 gì các em? BD. Rồi, xong. Vậy là được một thằng rồi, ngon rồi đấy. Vậy là thằng này là thằng số 1. Thằng này là thằng số 2. Ngon chưa? Tốt thôi. Vậy là từ 1 và 2 em suy ra được thằng OE bằng thằng O gì? OD. Vì bắt cầu cùng qua chiến thuật đây, đúng không? Rồi ý thứ hai. Ý thứ hai mình chứng minh bốn điểm này O, B, C, D, E thuộc một đường tròn. Bây giờ em nhìn này, lúc nãy thầy nói chiến thuật, nhìn phương pháp lúc đầu thầy nói đúng không? Bốn điểm này sẽ ghép thành hai tam giác vuông. Em nhìn hai tam giác vuông này, tam giác vuông đầu tiên là BC gì đây? BC, tam giác vuông thứ hai là BD gì? DE và trung cạnh huyền. Bốn điểm này đều trung cạnh huyền là cạnh B gì? BC. Vậy thì tâm chính là trung điểm cạnh huyền luôn, đúng không? Vậy là em khi em vẽ đường tròn đó này, tâm là bán kính này. Bốn điểm này sẽ đi qua một đường tròn. Đó. Và đường tròn đó có tâm chính là tâm O luôn. Ok không? Vậy bây giờ mình chỉ cần chỉ ra được OB bằng OC bằng OD bằng OE nữa là xong. Đúng không? Giống như câu lúc nãy. Nhưng mà bây giờ mình đã có OE bằng OD chưa? Bây giờ mình chỉ cần OC bằng OD nữa và bốn đoạn đó là bằng đâu là xong. Bây giờ vậy là mình vẫn bắt cầu qua đâu? Ta có này. Mình vẫn bắt cầu qua đâu bạn em? Vẫn bắt cầu qua thằng 1 phần 2 BC đúng không? Đó. Ta có O là trung điểm thằng nào? Trung điểm của BC. Từ đó suy ra OB. OB nhé. Đây. OB bằng luôn O gì? OC và bằng luôn 1 phần 2 BC. Ngon chưa? Vậy đặt cái này là số đấy. Số 3. Vậy là mình chốt luôn. Từ 1, 2, 3. Mình suy ra được là OD bằng OC bằng luôn OB bằng luôn OE. Và từ đó mình suy ra điểm này, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E thuộc đường tròn có tâm là O, bán kính là BC chia mấy? Chia 2.